Em xin chào các anh, xin chào mừng các anh đã trở lại với kênh của Nguyên Vũ Audio và xin chúc các bác có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình. Hôm nay thì là em xin mời các bác cùng thưởng thức chất âm của một cái bộ dàn đời cao của Onkyo, dòng Onkyo CRS một đĩa nuốt. Loa đây là 5X của nó đi kèm nhá. Đây là 5X, nó đây là 5X. Dòng loa bát giấy màng trắng, nón tên lửa đồng trục, gần xếp các bác nhé. CRS1 cái đời này thì là nó có hai cổng quang để kết nối làm giải mã cho TV này, một cổng nai out đây thì mình có thể kết nối thêm xuống dưới cổng kết nối đưa xuống dưới âm ly này. Đấy. Nhìn chưa, có subwoofer out để kết nối sub điện này. Đấy. Có thể cắm điện thoại máy tính, có thể cắm qua TV nghe nhạc được hết, các bạn đầy đủ hết nhé. Con này thì nó sử dụng cái công nghệ giải mã Vector 9 Digital, là công nghệ giải mã mới nhất hiện nay của Onkyo, và nó hỗ trợ cả cho cái cổng các cổng này luôn. Tức là nó nhận diện cả các cái âm thanh digital từ các cổng phone, tai phone của máy tính để đưa xuống đây, nó tối ưu cái âm thanh cho cái máy tính luôn, rất là hay các bác nhá. Đấy. Tất nhiên là từ máy tính ra máy tính thì từ cổng tai phone nó đưa ra đây, nó vẫn là từ dây, nó vẫn là gần như là từ dây AV nó đưa ra AV thôi. Tuy nhiên thì ở trong bản thân cái máy tính hay là cái điện thoại chúng ta thường nó sẽ có một thiết bị chuyển đổi số từ cái điện thoại ra rồi, thì nó vẫn là một cái dạng tín hiệu digital, nhưng mà nó digital kiểu dạng analog. Nói chung là cái này nó sẽ hơi khó hiểu, các bác tìm hiểu thêm ở trên Google nhá, thì các bác sẽ hiểu hơn về cái này. Chứ bây giờ em nói thì cũng khó lắm, bởi vì mọi người thường sẽ hình dung là cái digital nó chỉ đơn giản là cái cổng quang. Đấy. Mà mọi người cũng hình dung được rằng là nó sẽ là một tổng hợp của rất nhiều các cái thiết bị khác nhau, thiết bị số nói chung thì gọi là digital. Đấy. Và các thiết bị số này có thể là xuất cổng quang, có thể xuất cổng USB, mà có thể xuất cổng tai phone, nó cũng là một dạng kỹ thuật số các bác nhé. Và cái công nghệ VR Digital này nó sẽ giải quyết tất cả các cái tín hiệu này từ cổng quang cho đến cổng điện thoại. Nên là tiếng của nó nghe nó sẽ hay hơn, sạch hơn. Em xin mời các bác thử một đoạn chất âm của bộ dàn nhé. Bác nào mua thì là bên em sẽ tặng kèm cho các bác một cái con khiển học này. Khiển này thì mình có thể chỉnh được to nhỏ này. Đấy, nâng S-Bass, đây nâng S-Bass này. Đấy. Chỉnh bass tép này, ấn tông này. Đây là NR để ấn tông, để chỉnh bass tép như ấn này. Đây là tăng này. Đây là giảm này. Ấn lần nữa ra tép này. Giảm tăng này. Ok chưa? Đấy. Ngoài ra thì mình có chơi CD thì mình có thể là bấm play CD ở đây, cũng như là chọn bài trên đây nhá. Lưu ý cho em là khi lần đầu ấy thì ấn chữ TV được cho em nhá. Ví dụ như là chữ sát này là nó ở một chế độ khác thì nó sẽ không chỉnh được cái gì cho cái máy này cả nhá. Phải để chế độ TV nhá. Chế độ TV. Ấn TV này. Nó đèn đỏ là nháy sáng một lần là được nhá. Đấy, sau đó là mình ấy. Đấy. Được chưa? Em xin lỗi tí nha, em có cuộc gọi của khách hàng đi. Vâng, bác vừa gọi điện, bác ấy chốt cái con máy massage bàn chân. Đấy, bộ CRS 1 này đấy thì mình có thể là đấy, các bác mua cũng sẽ được tặng kèm thêm cái khiển này để có thể chỉnh to nhỏ, bật tắt đầy đủ nhá. Và chọn cả đầu vào nữa. Chọn cả đầu vào nữa nhá. Đầu vào chọn đây nhá, để chọn đây. Bộ dàn này thì là nó về là cái đôi loa này thì hiện tại đấy căng của nó không có các bác nhé. Chắc là cái người chủ nhân cũ thì người ta dùng, người ta cảm thấy là cái căng để vào nó cũng không quá quan trọng nên là người ta bỏ đi thôi. Hoặc có thể là thất lạc trong quá trình vận chuyển gì đó thì em không rõ lắm, nhưng nhìn chung thì cái căng đấy thì nó có cũng được mà cũng không có cũng không có, không hẳn là quan trọng đâu. Vì nó chỉ là cái che bụi thôi. Đấy. Sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương.
Cái này bên em bán chủ yếu là bao trợ công suất để về cắm điện thoại máy tính và quan TV nghe nhạc nhé. Còn có cái CD điện tử em sẽ test thêm cho các bác. Cổng quang nó sẽ có hai cổng như các bác nhé. Đây là cổng digital 1 là 1 này. Ngoài ra thì sẽ còn có cổng dock digital là cổng digital 2 nhé. Thì mình sẽ tùy theo cái cổng mình chuyển là cổng digital 1 hay cổng digital 2 thì mình sẽ chuyển cho đúng nhé. Em đang cắm digital 1, em chuyển digital 1 này. Bác nào cắm cổng dock nó cổng digital 2 đấy, cổng dock này các bác nhìn này, các bác nhìn chữ dock không ạ, dock in không ạ, đấy thì đây là chính là digital 2. Thì mình sẽ cắm cổng dock này, nó sẽ có tiếng ra nhé. Ok chưa ạ? Chuyến bến sân ga lẻ loi trên trời, vì sao đêm sương vun vút trời mây. Bộ đàn này nghe nhạc các cái dòng nhạc trữ tình bolero hay là guitar không đời tuyệt vời luôn, nâu đâu đá cả remix được nhá, hứng lên đá remix cũng được. Phố nhỏ hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn hút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Cùng sánh vai anh chung lối về. Ok này, CRS 1 thì cái CD thì em không bao chạy đâu, nhưng mà em cứ thử qua cho các bác một tí nhá. Đây, đây cái nút đây là chỉnh CD trên CD này. Em chọn bài này nhá. Thế thì đây là đĩa nuốt nhá, thì là nó sẽ có một cái khe như này. Thay vì là mình ấn ra đĩa để cho khoai đĩa nó chạy ra ngoài thì nó sẽ có một cái khe để mình đút cái đĩa vào. Đấy, đút cái đĩa vào. Đấy, và khi nó hiện chữ welcome thì là nó sẽ kéo đĩa vào nhé. Thì lúc này nó sẽ đọc đĩa. Đấy, đọc đĩa xong thì nó sẽ báo bài. Còn không báo bài có nghĩa là con này teo rồi. À, may quá là vẫn đọc bài nhá. Đấy. Đây, ví dụ như mình chọn bài hát đây. Đấy. Trên cái khiển này có đây, bấm play là chạy thôi. Pause này, stop này, play này, ok nha. Tất cả những cái đời này nó không thiết kế cái nút eject cho đĩa nha, nên mình sẽ ra đây mình tự ấn nút eject ở đây nha các bác nha. Bởi vì các cái này là thằng Nhật nó theo kiểu là đằng nào cũng phải chạy ra đây để bỏ đĩa ra khi mà ấn ra đĩa, nên nó chả thiết kế cái nút ra đĩa ở trên khiển luôn, nên là không có đâu. À, các bác nói nên là mình sẽ thấy là trên rất nhiều các dòng khiển của Onkyo nó đều không có nút eject nhá. Open đấy, không có đâu. Ok nha. Đĩa có chạy. À, như vậy là con này là chạy full chức năng luôn. Đấy, bộ dàn Onkyo CRS1 này chạy full chức năng nhé. Thì bác nào đang có nhu cầu mua cái bộ dàn này thì vui lòng liên hệ. Số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 đặt hàng giúp em nhé. Đấy. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của bên em. Anh nào còn đang cần sản phẩm gì thì cứ comment ở phía dưới thì bên em sẽ tìm kiếm các sản phẩm đó cho các bác nha. Nếu như trong cửa hàng có thì bên em sẽ báo lại và quay lên cho các bác. Vâng, xin chào các bác.